Cái gì vậy trời? Tôi là Nguyễn Đức Hạnh, đâu phải Nguyễn Văn Hạnh đâu. Hay thiệt, thôi kệ, cái gì cũng được. Khó thì ăn thôi. Cua, cua, cua. Ủa cua hả bà? Tới rồi. Ô kìa con cua. Đừng la lên nó chùi xuống nào. Thôi, được rồi, tất cả im lặng. Phần quà này ba sẽ dành cho bà nội. Wow, mấy con tép này bự quá ha. Mà nghĩ gì mà kêu con này con tép vậy? Thì mình nói con tép cũng được mà Minh ha. Đây là con tôm. Ô mà ôm tôm tôm biết không? Mình nói con tép cũng được mà. Không phải đâu Yumi, nó là con tôm á. Nhưng mà nếu bạn thích á, bạn có thể gọi nó là con tép đại cũng được. Con rau tép bị tép đại nữa. Tép ơi, cua nữa hả con? À đúng rồi ba, cua đó ba. Ủa? Con này là con tôm mà. Ôi mà bây giờ trễ rồi, cua tôm cũng được hết. Rồi cho mẹ luộc liền. Tôm này mắc hơn cua đó, phải không? Đúng rồi ba, ăn ngon cua nữa. Ba nói gì biết. Nó không phụ với ba. Để con làm cho. Con phụ cho. Thôi làm gì làm, lát tôi ăn thôi. Mẹ. Ừ? Sao mình không ra ngoài tiệm mình ăn cho nó tiện mẹ? À, con ơi con. Con được hội nhà thuốc Việt Nam Tuyên Dương thì mẹ phải xuống tay mình làm bếp chứ. Với lại mình cúng ông bà tổ tiên đó phù hộ cho phòng khám của mình làm ăn càng ngày càng phát đạt. Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ ra ngoài mình ăn tiện hơn. Chứ ở nhà cắm đầu vào bếp mình chi cực muốn chết. Mà đâu phải lúc nào cũng có chuyện vui đâu con. Mẹ không thấy cực, mẹ không thấy mệt. Thì mình ra ngoài mình ăn á, tâm trạng mình cũng thoải mái hơn, tâm trạng mình vui hơn. Ông bà thấy mình vui, ông bà cũng vui nữa. Ok mẹ. Mẹ ơi. Ơi, mẹ nghe nè. Mẹ chờ con xíu nha. Cái con nhỏ làm mất hứng à. Lâu lâu tôi muốn tạo cái niềm vui trong gia đình mình nó làm gì đó. Tôi không muốn làm, tôi muốn bỏ luôn á. Mai mốt biết tôi chết nữa có làm gì nó cúng tôi không? Hay là mua cái bánh pizza gì để đó, rồi cái hay là gà rán, rồi đem cái bàn thờ tôi ra ngoài nhà hàng nó mời tôi tới đó ăn luôn. Ủa cái gì mà mẹ làm bèm cho mẹ? Nè. Cái chảo mà sôi á, canh rồi vớt ra cho mẹ nghe. Đồ ăn cúng bà, ông bà đừng có ăn vụng giùm tôi cái đi. Trời đất ơi, nhờ người ta mà sao mặt mày căng thẳng dữ vậy? Dạ chào anh, anh cho em hỏi đây có phải là nhà của ông Nguyễn Đức Nghĩa, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Đức Phúc, Nguyễn Thị Bé Năm, Nguyễn Đức Mẫn và Nguyễn Đức Minh phải không anh? Phải. Dạ anh, em có hàng của bưu phẩm gửi á, mà anh ký giùm em. Hàng hả? Dạ đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh, đây hàng của anh. Ba ơi ba. Ba ơi, có quà nè ba. Quà hả? Đâu biết. Mở ra đi. Dạ, có quà. Ơi, tao chú. Dạ, con chừng đồ dễ bể trong đó rồi sao? Đồ bể sao mình làm gì? Dạ. Ý? Cái bự là của ai coi kìa, cái bự bự tên gì? À cái bự bự này hả ba, này là của Nguyễn Đức Nghĩa là của ông nội nè. Nghĩa là của ông nội. À cái này của con nè. Còn cái này là của Hoàng Anh, của mẹ nè mẹ ơi. Em ơi, có quà của em kìa, lẹ đi. Này Nguyễn Thị Bé Năm, bà nội có quà nè bà nội. Ủa, nè mẹ, cái này của mẹ nè. Còn hết không, còn hết. Cái này là của chú Phúc, Nguyễn Đức Phúc nè. Trời ơi, của Phúc bự quá vậy. Nè nè, nè bà nội, cái này của nội nè. Ủa, cũng có quà nữa hả? Dạ. Ủa, ai vậy? Để con lên kêu chú Phúc xuống nha. Khoan, coi còn không. Còn là con này của con. Yeah, con của cô à. Mày có hiệp hội phụ nữ tặng nội á nội. Vậy hả? Để nội mở qua cái quà gì đây. Trời, con cũng được quà nè nội ơi. Để con coi thử nha. Có quà hay quá hả? Có cái gì đây? Ôi, được cái bóp, hên quá. Tính ra tiệm mua cái bóp. Cái này cái gì đây? Cái gì vậy trời? Đôi giày loe loẹt gì ai dám mang trời. Này là chú không thích đúng không? Cho con xài cho. Nếu không thích. Ê, chú ơi, 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 chú
không hả? Bà đè chết rồi sao? Ba làm rồi coi bỏ tôi chết rồi. Trời đất ơi, hai đứa làm cái gì mà danh vật? Thôi của con mà nãy chú hứa là chú cho con rồi. Em ôm xòm quá. Bây giờ Phúc ơi, con ra một câu đố đi, đứa nào giải được đứa đó lấy đồ dài cho nó rồi. À, chính xác, ý kiến hay. Thôi thôi, không, con không chịu. Chơi đó con thua ảnh rồi, sao sao thắng lại ảnh được. Thôi chơi đi chú, không chơi con lấy luôn á. Đố đi. Không có đố, gì đó em lấy luôn. Hai cái đứa này làm gì dành giữa cái chó với mèo vậy? À, ý, bà ba tôi tức nha. Ôi dạ, xin lỗi ba. Buông ra. Chú hứa cho con rồi mà. Để đây, chú sẽ quyết định. Bây giờ alo Trung hả? Ông tới chưa? Tôi xin lỗi nha, ở dưới Cà Mau mới nhập lên hai tạ cua nên giờ tôi không có tới được. Cái gì? Tới không được luôn hả? À, anh có muốn ăn cua không? Tôi gửi qua nhà một ít cua ăn chơi gọi là tạ lỗi với anh. Cua hả? Lần này thôi đó nha, lần sau mà không có mặt là tôi giận ông luôn á. Vậy nghe. Mọi người ơi, Hoàng Anh ơi, mẹ ơi. Cái gì ạ? Có chuyện, có chuyện. Tập trung. Cái gì vậy anh? Hai, chuẩn bị một nồi nước thiệt là lớn. Chuẩn bị luộc cua, thằng Trung bạn anh nó sẽ gửi cua lên. Anh Trung mới hải sản đó hả? Chứ gì nữa, mới điện thoại cho anh nó kêu nó gửi một ít cho gia đình mình ăn lấy thảo. Trời ơi, mẹ nghe nói hải sản không là nước mía mình mới nhiễu rồi. Muối tiêu chanh. Một ký muối, một ký chanh. Bao nhiêu cua mà ăn dữ vậy con? Trời ơi, nó gửi nhiều lắm mẹ ơi, ăn đã cái miệng luôn. Vậy mà làm em hết hồn hết vía. Trời ơi, chuyện quan trọng đâu phải đơn giản mà. Trời, thằng Hạnh này được tặng quà em. Muối tiêu chanh, có liền. Chuẩn bị đi. Giày không có, còn có bao đi gói giày không mà. Chú kỳ, chú ứa chú cho con giày mà. Thì tại con kiến thức còn dở hơn, tại cuộc thi mà đặt ra con phải chịu chứ. Đúng rồi, bộ em làm như con mình em cần giày hả? Anh đây anh cũng cần giày bộ. Nó sát lắm mà nè. À, xin lỗi. Đẩy mạnh cái là tới liền. Dạ xin lỗi. Ba ơi ba. Đó không phải con lỡ nổi. Mày làm gì mày ôm sùm lum? Muốn chết luôn. Cái gì vậy? Gì vậy anh hai? Cho hỏi gia đình mình có ăn cua không à? Cua hả? Ăn chứ mà ở đâu có. Bạn hồi cấp ba của con gửi cho con một thùng cua. À. Vậy xin hỏi là gia đình mình ăn cua à? Không. Ba có ăn không ạ? Ăn là phải sao? Giơ tay lên. Hey. Phúc có ăn không? Em ăn chứ. Giơ tay lên. Vậy là tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần ăn cua nha. Yeah. Chuẩn bị nha. Yeah. Phúc của em nha. Cua. Ô kìa con cua. Mày đừng la lớn nó chưa xuống hàng. Mày đừng la lớn nó chưa xuống hàng. Dạ. Ô, ale. Người ta nói rằng Đức Mân sẽ có. Nào đâu có ngờ Đức Mân. Ây da. Trời ơi. Vừa vô bụng như cái đồ giày ám ảnh ông nội dữ lắm rồi đó nha. Dạ, con chào ông. Ờ, con. Ừ. Ngồi đi. Ờ. Ngồi kìa, ngồi bên đó đi kìa. Rồi. Ngồi xuống đi. Ồ, gì mới ha. Mới được tặng luôn. Ê, nhìn cũng ok chứ. Size bao nhiêu vậy? Ây da. Trời, con xin lỗi. Ê ông ơi, nhìn cái đế này cũng bình thường ông ơi. Không, đâu, vậy đâu đẹp gì đâu. Gì vậy? Nội ơi. Trời ơi. Nội ơi. Hơi hỗn hợp với cái màu vàng rồi đó đó. Mình đặt đi quay giờ rắc rối nhà người ta. Ăn uống là xuất hiện liền à. Đâu sẵn gì không biết nữa. Anh uống cái gì? Hôm nay nhà tôi ăn cua. Ba tôi hả mua một đống cua về luôn. Cua biển á con. Ừ, cua hùm đó. Cua biển hả ông? Ông gọi cho ai vậy? Bố tôi. Chứ vậy? Bố tôi thèm cua biển lắm mà bữa giờ chưa được ăn. Rồi ông nội con có thích không? Vậy để con gọi ông nội qua luôn. Alo bố hả? Bố ơi, qua nhà chú Đức Hạnh ăn cua biển nha bố. Kêu bà nội luôn đi. Dạ. Dạ.
bố con nói con bị điên à? Đang trong giờ hành chính đi làm mà gọi bố đi ăn. Rồi ông nội con sao? Khi hôm đó bà nói luôn đi. Dạ, ông nội con thì hôm nãy có cái gì nào rủ ông nội con đi câu cá giải trí rồi không ạ? À, đã. Cua ơi cua, giờ này mày đến vậy cua. Ba. Cua. Ba. Trời ơi, hai ba cái chỏi nữa. Ủa? Dạ, con chào chú. Con hả? Dạ, con Minh ở nhà không vậy chú? Có cua, ấy là Minh trong đó đó. Dạ. Ủa, nó làm gì vậy nội? Vậy cho nó chắc, khỏi giày vô mặt nữa. À, mà sợ trúng hả? Ừ. Dạ, con chào ông. Mời, chào con. Chú My. Chú My. Mới tới hả? Ngồi đi. Có hẹn không nhờ sao tới một cặp ăn chực vậy? Gì con? Ăn chực gì? Cua, cua, cua. Trời ơi, vẫn trúng là sao? Con xin lỗi nội. Giữ luôn cái này đi. Ủa, có cua hả? Cua, cua, trời. Hạnh ơi Hạnh, cái nồi nước này cạn rồi con, chừng nào cua mới tới sao lâu vậy? Trời, chắc là anh đang kẹt xe. Gọi điện cho nó coi. Gọi cho nó cho. Cua tới thấy chưa mẹ? Linh đều mới nhắc cái cua tới liền ha. Rồi. Nói bụng quá nội, có gì ăn không nội? Ba con ra phải lấy cua vô kìa chợ một chút đi. Sao có cua ăn hả nội? Sao có cua ăn rồi? Ủa, cua đâu? Băm chuồng lộn nhà. Trời, thiệt tình. Giận dễ sợ luôn à. Con đói quá. Thôi thôi, để nội dọn cơm cho con ăn rồi mẹ, chút nữa. Mẹ mà dọn cơm cho nó ăn con giận mẹ luôn á. Thôi chờ một chút đi con. Hỏi cho nó cho. Trời ơi, đói quá. Ơi, đói quá cả nhà ơi. Muốn ăn cua. Hey, cua lâu quá. Đói bụng quá. Đói quá rồi ơi. Bây giờ lấy cái gối này ép chặt vô bụng được coi như no liền. Bố à? Dạ bố ơi, giờ này cua vẫn chưa tới, bố đến đây là vẫn còn cơ hội ấy nha bố. Đã? Bố có mua cua hả bố? Dạ, vậy để con về nhà con ăn cua với bố nhá. Ờ đi, đi. Dạ. À, con biết rồi, con biết rồi. Con chào bố. Ờ rồi, bố mua cua, về nhà ăn đi con. Dạ không được ông ạ. Hả? Bố mua có hai con, một con cho mẹ, một con cho bố. Giờ con sao? Con ở đây chờ, chờ đến tối cũng được ông ạ. Trời ơi. Bụng quá à. Thôi con về trước đây. À, đi về đi, đi về bố. À đừng đi về. Bây giờ trời hết nổi rồi. Bây giờ xuống nhà ăn cơm đi rồi tính sao. Nghe. Ừ. Đợi đi sắp cái cua rồi đó Dung ơi. Xuống nhà ăn cơm đi con. Ông ơi ông. Gì? Hạnh đâu rồi? Trong phòng sách sách á. Hạnh ơi. Mẹ nấu cả một nồi nước nữa nè. Mày cũng chưa thấy cua chừng nào mới có. Dạ con biết rồi. Mẹ chờ con chút nha. Trời ơi. Alo, ông Trung hả? Trời ơi, sao điện thoại ông hoài ông không bắt máy vậy? Xin lỗi anh nha, nãy giờ tôi bỏ quên điện thoại trong quầy. Trời ơi, quên cái gì bây giờ nghe tôi hỏi nè. Cua tới chưa? Có tới hay không? Nhà tôi chờ, cạn thêm một nồi nước nữa rồi. Tôi nhờ thằng nhân viên rồi, chắc là nó đang chuyển hay sao đó, tôi cũng không biết nữa. Thôi giờ tôi phải ra kiểm hàng rồi, nói chuyện với anh sao nha. Nè, ông Trung, ông Trung. Trời ơi, cạn một nồi nước nữa rồi, bắt chờ hoài. Cua tới. Dạ xin lỗi, đây phải nhà anh Hạnh không ạ? Phải, trời sao tới trễ vậy cha nội? Dạ xin lỗi anh, tại em nhiều hàng gửi quá, anh ký nhận giùm em. Đây đây. Này. Này phải không? Ôi trời 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 ơi. Cái gì vậy trời? Tôi là Nguyễn Đức Hạnh, đâu phải Nguyễn Văn Hạnh đâu. Hay thiệt, thôi kệ, cái gì cũng được. Khó thì ăn thôi. Cua, cua, cua. Ủa có cua hả bà? Tới rồi. Ô kìa con cua. Đừng la lớn nó chùi xuống hà. Thôi, được rồi, tất cả im lặng. Phần quà này ba sẽ dành cho bà nội. Wow, mấy con tép này bự quá ha.
Mà nghĩ gì mà kêu con này con tép vậy? Thì mình nói con tép cũng được mà Minh ha. Đây là con tôm. Ôm mà ôm tôm tôm biết không? Mình nói con tép cũng được mà. Không phải đâu Yumi, nó là con tôm á. Nhưng mà nếu bạn thích á, bạn có thể gọi nó là con tép đại cũng được. Con bao tép mình tép đại nữa. Tép sao? Ôi, cua tới hả con? Ba đúng rồi ba, cua đó ba. Ủa? Con này là con tôm à? Ôi mà bây giờ trễ rồi, cua tôm cũng được hết. Rồi cho mẹ luộc liền, luộc liền. Tôm này mắc hơn cua đó, phải không? Đúng rồi ba, ăn ngon cua nữa. Ba nói gì biết. Cho con phụ với ba. Để con làm cho. Con phụ cho. Thôi làm gì làm, lát tôi ăn thôi. Đóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Tôm quá. Thôi ơi, con chi đuổi đi con. Dạ, dạ, dạ. Lẹ lên, lẹ lên. Rồi, danh kiên cúc đây. Trời ơi, đồ ăn ngon như này mà thiếu gia đình con là một tổn thất lớn. Nói nữa là đuổi về luôn. Con đi ăn được rồi, con còn kéo gia đình con vô ăn nữa. Gia đình con không thích tôm cho lắm. Nói nghe nè ông, hôm nay á mình được ăn tôm vậy là nhờ ai? Đây đây, nhân vật chính đây nè. Nè, tụi con, tụi con. Ba con á đúng là chọn bạn mà chơi ha. Mấy đứa bắt chước ba con nghe không? Nghe không? Dạ. Dạ là thực sự là bạn con thì đứa nào cũng có nghĩa, bởi vì con sống có nghĩa mà. Mà đó giờ ra tưởng đâu đâu bạn đó là dân tầm phào. Ai ngờ thấy cũng được đó ha. Nè hai đứa ra ăn kìa. Dạ dạ. Thích chú quá. Nói có nội là nói. Vài bữa đó con chơi với mấy người bên bất động sản cái nó tặng con nhà luôn á. Thôi rồi. Vợ con về, vợ con về. Về quá. Ê, đừng, đừng ăn nha. Đợi, đợi, đợi. Con về nha. Vợ nó về, nó cấm ba mẹ nó ăn luôn. Ủa, tới đây chi nữa? Anh có nhớ em không? Hồi nãy em giao nhầm thùng tôm cho anh đó. Biết mà. Anh ơi, chuyện là vậy nè. Cái thùng tôm đó là thùng tôm của tôi. Mà nhà tôi á thì ở phường 3. Cái anh này nè, anh nhìn nhầm á, sao mà ra phường 5, anh giao nhầm cho anh. Chết cha. Cái gì chết cha vậy anh? Tôi tưởng là thùng cua của một bạn tôi gửi lên. Anh nghĩ là sao vậy? Con cua với con tôm, hai con đâu giống nhau đâu. Đó. Thì đó là sao nữa anh? Vậy đó. Thôi bây giờ nói tóm gọn lại, anh cho tôi xin lại cái thùng đi. Cái thùng thì còn, mà tôm tôi ăn hết rồi. Chết cha. Anh có biết á, cái thùng tôm của tôi á, trị giá bao nhiêu tiền không? Mấy triệu bạc của tôi lần đó. Chết cha. Anh khoan cái từ chết cha đi, anh giải quyết tiền cái thùng tôm cho tôi đi. Thì tiền gì ăn rồi mà tiền gì thì bạn gửi lên rồi ăn rồi mới thấy chết cha luôn trong đó chứ. Nó vậy đó, con này tùm lum tùm la. Con vô mày ơi. Khoan khoan khoan, anh ở đây. Anh giải quyết ha, cái chuyện này cho tôi xong đi, anh muốn đi đâu anh đi. Bao nhiêu? 2 triệu, nếu không á, tôi thua anh vô công an đó. Chết cha. Ôi. Ôi, đã thiệt anh. Con tép đại này ngon quá. Là, ngon là, quá ngon. Vừa vừa ăn tôm rồi, đã vừa nè. Là đúng rồi ông ơi. Ờ, nè, cứ ăn thoải mái đi. Trời ơi, ở dưới còn nhiều lắm á. Còn ở đâu? Còn nhiều, còn nhiều, còn nhiều. Còn nhiều. Còn ăn ngán luôn. Ê, nhưng mà bữa nay ăn tôm ngon quá ha. Dạ. Ngon quá. Cảm ơn ai, cảm ơn ai. Cảm ơn ba. Vậy mình cụm đây, mình cụm đây, mình lấy tôm, mình cụm nè. Một, ba, hai, ba. Vô. Gửi nè, khỏi thối nha. Nhiêu đây? Ủa thưa kỳ vậy? Cái gì? 2 triệu mà sao đưa con 1.7 triệu vậy? Nói nhỏ thôi thì gom nhiêu đưa nhiêu rồi muốn gì nữa trời. Ủa lúc ba anh ăn sướng miệng lắm mà. Sao bây giờ ha? 2 triệu đưa tôi có 1.7 triệu, thứ 300 ngàn nữa đó. Nhỏ nhỏ đi, ba mẹ tôi đang ăn trong đó ngon miệng lắm. Trời đánh chánh bữa ăn. Lộn mà, bây giờ còn 1.7 triệu đưa 1.7 triệu thì la sùm lên. Ông bà buồn tội nghiệp, ông bà lớn tuổi rồi. Nghe, thôi bỏ qua đi. Lỡ lầm mà tôi chịu một chút, ông chịu một chút. Tôi đâu có muốn ăn đâu, tại gửi qua thấy ngon làm luôn. Vậy nghe. Ở cũ đi thay người nghe. Ráng đi rồi chiều nay qua tôi đền lại cho con cua. Không có cua gì hết trơn á. Ông á.